Người đàn ông này mở một vali chứa đầy vũ khí đã bám bụi nhiều năm. Đầu tiên anh ta mở một hộp dụng cụ chứa một chiếc đồng hồ vệ tinh, sau đó tặng cho đứa cháu và dặn dò kỹ là không được tháo nó ra. Sau đó cưỡi lên con xe khối phân lớn, một mình tiến đến xào huyệt của một băng đảng giang hồ. Đầu tiên bước vào trong phòng, anh quan sát mọi thứ xung quanh và hét lớn, "Đệt mợ ra hết đây cho anh." Tên trùm áo hoa này tưởng ngon ăn liền bảo đàn em đóng kín hết cửa để đập chó. Mục đích anh đến đây là kiếm bà chị mắt chuột này. Ngay lúc đó thằng chọc hùng hổ bước ra, định anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng chưa kịp tung đòn đã bị khóa trái tay lại, dính một phát đấm giữa mặt và một phát sút nát thằng cu em. Chỉ với một cú đấm, tên chọc đã gục xuống ghế sofa khiến bà chị mắt chuột phải khiếp sợ. Sau đó anh ta tra tấn tên chọc buộc tên trùm áo hoa phải đưa ra con dao. Nhân lúc đó hắn nổ súng, nhưng với võ công thất truyền lăng ba vi bộ anh dễ dàng né được. Anh đuổi theo tên trùm áo hoa và bà chị thì bỗng dưng điện tắt ám khí bay tới. Một tên sát thủ chặn đường anh, hai bên lao vào đánh nhau, tung ra đủ mọi loại quyền cước, nào là giáng long thập bát, cửu âm quyền cước, vịnh xuân quyền thủ, hầu tử trộm đao. Cuối cùng tên sát thủ yếu thế bị khứa tóc dài đẩy vào một cây đinh trên tường, bị thương nặng tên sát thủ đành để anh rời đi. Hóa ra khứa tóc dài này là một sát thủ đã về hưu, vì đã có vợ nên anh không muốn dính líu đến việc giang hồ nữa. Nhưng nay bất đắc dĩ mà phải sử dụng đến những món vũ khí mà anh đã cất chúng đi từ lâu, một lần nữa quay lại làm sát thủ. Giang hồ biết tới anh ta với tên Uy Gang, thế giới ngầm lại một lần nữa chìm trong bể máu. Động cơ của anh ta là gì? Diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi. Một buổi sáng sớm, đang ngồi đọc cà phê uống sách chiêu chiêu thì vợ anh Uy Gang xuất hiện, xin tiền đi sang biển chơi với người bạn thân 3 tuần. Điều này sẽ không làm anh tức giận đến thế, khi đã cho vợ tiền đi chơi lại còn phải ở nhà trông con giúp bạn. Đứa bé mới có 17 tuổi nên anh cũng chẳng sơ múi được gì, lớ ngớ lại tù mọt gông. Vợ anh Ha Yeon Soo liền bảo đáng lẽ là cũng không nhờ nhà mình đâu. Thế nhưng mà ông chồng cô ấy đã ly dị rồi vì bị vợ bạo hành nhiều quá. Nghe đến đây Uy Gang cũng rén vợ mình nên đành ngậm ngùi đồng ý, dù anh biết kèo này chẳng thơm gì. Sau khi đưa vợ và bạn ra sân bay bằng con J63 đen tuyền của mình, Uy Gang liền đến chờ con bé Yoon Ji tan học. Bạn bè đồng trang lứa thì ai ai cũng đi xe buýt, đây lại được ông chú đón bằng J63. Đứa bạn thấy thế cũng xin đi cùng. Được cái con bé cũng ngoan ngoãn, xin phép chú được ngủ qua đêm nhà bạn, thôi thì đây chú đưa ít tiền, cứ ngủ lại mấy ngày cháu nhé. Cứ tưởng rằng đã bớt đi một gánh nặng, ai ngờ đứa cháu lại báo lúc nửa đêm, gọi ông chú đến bảo là cháu đau ruột thừa, chú đưa cháu đi viện với. Thế là Uy Gang lại phải phi xe đến đón. Đến nơi thì thấy con bé đang ngồi với bạn trai, tuy nóng máu nhưng vẫn ngồi xuống hỏi đứa cháu. Hóa ra là gọi đến để khoe với bạn trai mình có ông chú giàu đi J63, lại còn rất yêu thương mình, gọi cái tới ngày. Nghe đến đây Uy Gang chỉ muốn đấm cho mấy phát, nhưng nghĩ lại nó không phải con mình nên thôi. Sau vài dòng tin nhắn thì Yoon Ji bảo là cháu đi theo người yêu là phượt thủ, ông chú cũng chỉ biết bất lực mà rời đi. Đang về nhà chuẩn bị làm một giấc đến tối thì vợ nhắn tin hỏi về tình trạng đứa cháu, vì nhìn thấy cảnh cô gái trẻ uống say mà nằm lại trên băng ghế xe buýt. Trong lòng Uy Gang lo lắm, nên anh quyết định chọn quay xe, đi dò xem đứa cháu gái định làm trò gì. Thế anh tìm bằng cách nào? Hóa ra vừa rồi khi cầm ví Yoon Ji, anh đã lén đưa thiết bị định vị vào. Lần theo mép thì anh tới một sân trượt patin. Cùng lúc đó ở trong sân trượt, Yoon Ji và bạn của cô đang quỳ gối trước một chị đại côn đồ. Chị gái này tên là Sung Yeon, là một chị đại chuyên lừa các cô gái vào một đường dây mua bán mại dâm. Chính tên bạn trai đã lừa Yoon Ji tới chỗ chị đại. Đúng lúc Sung Yeon đang định dạy dỗ Yoon Ji thì Uy Gang đã kịp thời đi vào ngăn cản. Tên bạn trai rút ra con dao lao tới tấn công Uy Gang, nhưng ngay lập tức bị anh tóm gọn. Uy Gang dễ dàng lấy được con dao và đấm vỡ mặt tiền tên bạn trai. Vài tên khác cũng xông lên trước mặt Uy Gang, cũng nhanh chóng bị anh đánh gục trong một nốt nhạc. Lúc này chị đại chạy tới chỗ Uy Gang, chị ta dùng một con dao nhỏ đâm vào anh. Trong lúc chị ta đang đắc ý thì Uy Gang ngay lập tức tặng chị một cú đấm khiến chị ngã ngửa. Tối ngày hôm sau, Uy Gang và Yoon Ji đang trên đường trở về nhà. Họ đi ngang qua nơi anh đã đánh bọn côn đồ. Cảnh sát thì khoanh vùng khu này và bảo đây là một vụ giết người. Một vị thanh tra tên Lee Yang Ho đã chặn trước xe của Uy Gang, hỏi xem anh có hay đi qua đây không. Uy Gang bảo anh đi theo chị Google mà lạc vào đây lần đầu, anh không biết gì cả. Thế là vị thanh tra đành phải để anh đi. Sáng hôm sau, Yang Ho đến nhà Uy Gang, rút điện thoại ra bảo anh đã đăng ký kênh review phim hay nhất chưa? Hay thế này mà không like với cả đăng ký đi à? Uy Gang bảo tôi đăng ký gói thành viên kênh này rồi. Yang Ho cười khoái, gọi luôn cả Yoon Ji vào đăng ký kênh. Nghe lời, con bé vào trong like video và đăng ký ngay kênh này. Nói chuyện xong thì thanh tra nhanh chóng qua nhà khác kêu gọi tiếp. Ngay sau khi thanh tra rời đi, Sung Yeon gọi điện cho Yoon Ji. Uy Gang nhanh chóng cướp lấy điện thoại và nghe máy. Biết người nghe máy là anh, Sung Yeon bắt đầu lớn giọng đe dọa. Trong tay cô ta đang có con dao mà Uy Gang đã cầm vào ngày hôm qua. Nếu anh không chịu gặp mặt, cô ta sẽ mang con dao tới chỗ cảnh sát. Trên cán dao có dấu vân tay của Uy Gang, đến lúc đó anh đừng hòng thoát tội. Uy Gang không còn cách nào khác đành lôi cặp đồ chơi của mình ra, kết nối với vệ tinh NASA để định vị, rồi đưa cho Yoon Ji dặn là không được làm mất. Trên con xe khối phân lớn, anh lao băng băng đến xào huyệt bọn cô đồ nhờ định vị từ ví của Yoon Ji. Vào đến nơi thì ông cháu đầu cắt moi chẳng chào hỏi gì anh, không biết lớn bé gì à. Ông cháu liền gọi ra thằng to con hơn Uy Gang, đứa em bảo cẩn thận thằng này tuy nhỏ nhưng có võ. Nhưng anh ba lỗ vẫn đến chào hỏi bằng nắm đấm.
Thế là cả đầu trên lẫn đầu dưới đều bị đánh cho tụt hết vào. Thêm một đấm nữa kêu gào thêm đi. Ông cháu thấy hài quá đi, gọi ngay bè phái ông đây sợ gì, không sợ thì bạn mày đi. Xô chu gần đó, phi ngay vào đầu. Ông cháu tưởng thế là ngầu, nói xong câu nữa, đập đầu phát hai. Ông cháu thấy cũng khoai khoai, lấy sao trả lại cho hòa hai bên. Ui gang cúi xuống nhặt dao thì tên đầu cắt mọi rút súng bắn anh rồi tẩu thoát. Anh định đuổi theo thì đèn hành lang vụt tắt, ám khí vèo vèo bay tới. Ui gang lẩn đi, tên tóc vàng tìm anh rồi hai bên lao vào đánh nhau rất quyết liệt, ngang tài ngang sức. Nhưng vì Ui gang là nhân vật chính nên giành lợi thế, đẩy tên tóc vàng vào cây đinh nhọn trên tường. Ui gang mau chóng rời đi. Sau đó về đến nhà, nhìn thấy những vết tích, anh và cả tôi đều đoán ra được là Yunji đã bị bắt cóc lúc anh rời khỏi nhà. Bằng định vị trên vòng tay mà anh lại tìm đến được điểm tiếp theo của băng đảng bắt cóc. Định vị trên vòng tay dẫn Ui gang tới một tòa nhà với nhiều căn hộ khác nhau. Anh nhìn thấy xe của bọn chúng đỗ ở trước cửa tòa nhà thì ngay lập tức đập vỡ kính xe, chiếc xe phát ra còi báo động. Một tên to béo liền thò mặt từ cửa sổ kiểm tra, xác định được căn hộ của bọn chúng, Ui gang ngay lập tức chạy lên. Anh hạ gục tên to béo bằng một cú đấm rồi xông thẳng vào trong. Bên trong có hai cô gái thiếu vải đang ngồi, cùng với đó là tiếng hét từ phòng bên cạnh. Ui gang mở cửa bước vào trong thì thấy hai thanh niên đang đè một cô gái trẻ. Ui gang đá hai chân như một chân như quạt trần cứu cô gái kia. Kiếp, không ngờ người nằm trên giường lại chính là cô bạn của Yunji. Ui gang định hỏi xem Yunji ở đâu thì nghe thấy tiếng mở cửa, hóa ra chị Đại Sungyeon đang cố gắng bỏ trốn. Không để cho cô ta trốn thoát, Ui gang đuổi theo nắm lấy tóc cô ta và kéo lại. Thì ra bí mật về chiếc vòng tay đã bị phát hiện, vậy nên vòng tay ở chỗ Sungyeon nhưng Yunji lại không có ở đây. Bởi vì Sungyeon là đầu mối duy nhất, Ui gang liền trói cô ta lại để tra hỏi. Thấy cô ả cứ cứng đầu mãi không chịu khai, anh liền dùng con dao tra tấn Sungyeon. Cô ta vừa đau đớn vừa hoảng sợ nói rằng Yunji đã bị bán tới một khách sạn tên đừng kể với papa, nhưng danh tính người đặt mua Yunji thì chỉ có anh trai của cô ta biết. Không hề để tốn thời gian, Ui gang ngay lập tức lên con xe mô tô của mình và một mình đi tới khách sạn. Vừa bước vào khách sạn, một chiếc rìu bay thẳng đến chỗ anh như một món quà chào hỏi. Tiếp sau đó, không chỉ có một hai tên mà là cả lũ côn đồ cùng xông lên tấn công Ui gang. Thế nhưng lũ tép rìu này chỉ đáng để anh khởi động chân tay. Đúng lúc đó thang máy mở ra cùng với 6 tên côn đồ. Tuy quân số áp đảo nhưng bất ngờ chưa cả phòng dùng dao nhưng anh lại được mang súng. Thế là Ui gang đã quét sạch đối phương. Cùng với một khẩu súng trên tay, Ui gang bước ra khỏi thang máy. Anh vừa đi vừa xử gọn tất cả tên nào dám lao tới. Bắn súng chán chệ, anh đổi sang dùng dao găm. Anh đi tới đâu, xác người chất đống tới đấy. Có 3 tên nhát gan nhìn thấy cảnh máu đổ thành sông liền ngay lập tức vắt chân lên cổ chạy. Nhưng chạy nhanh cỡ nào cũng không thể nhanh hơn súng của Ui gang. Anh dí súng hỏi tung tích của Yunji nhưng chẳng thằng nào biết nên anh tiễn chúng về với tổ tiên luôn. Ngay lúc này, tên tóc vàng lần trước ám sát anh không thành ung dung bước ra từ khách sạn. Không ngờ tên này lại thú nhận việc mình biết Yunji ở đâu, hơn nữa còn nói cho Ui gang biết cô bé sẽ bị đưa đến bến cảng. Nhưng để đến đó cứu Yunji, anh phải hạ gục tên tóc vàng này trước đã. Khi tên tóc vàng lao đến, Ui gang đã tặng hắn một cú đá rồi chạy thẳng vào trong khách sạn. Ui gang vừa chạy còn vừa cố tình đợi tên tóc vàng đuổi theo, giống như đang âm mưu kế hoạch gì đó. Anh ung dung nhặt một cái rìu lên và ném thẳng về phía tên tóc vàng, hắn ta cũng dễ dàng tránh được. Hai người trao nhau ánh mắt hình viên đạn. Ui gang đang lắp đặt thiết bị để mau chóng rời khỏi đây. Đúng lúc này tên tóc vàng cũng đuổi kịp anh. Ui gang không còn cách nào khác ngoài đối đầu trực diện với hắn ta. Hai người lao vào đấu tay đôi. Tên tóc vàng liên tục vung nắm đấm, Ui gang nhẫn nhịn cho hắn đấm vài cú rồi nhân cơ hội quấn lên người tên tóc vàng một sợi dây thừng. Sau đó anh đánh trả vài quyền khiến hắn ta nằm sõng xoài. Ui gang cầm đầu còn lại của sợi dây, chạy một mạch tới chỗ cửa sổ và nhảy ra ngoài. Tên tóc vàng bị kéo ngược về sau, còn Ui gang ngã xuống con xe đang đậu ở trên đường. Vừa đúng lúc này, thanh tra Yeng Ho từ đâu chạy tới hiện trường. Thanh tra dùng súng bắn lên trời cảnh cáo Ui gang. Không lâu trước đó Yeng Ho đã tìm ra thi thể của Sungyeon, vậy anh đã truy lùng Ui gang và muốn bắt anh về tội giết người. Nhưng ngay khi Yeng Ho vừa rút còng tay ra thì bị Ui gang cướp lấy khẩu súng. Thế là Ui gang mang theo cả thanh tra Yeng Ho tới bến cảng cứu Yunji. Sau khi nhìn thấy cô bé Yunji đang ở trên một chiếc ô tô màu đen, Ui gang ngay lập tức nhấn ga phi tới. Không hề do dự, anh đâm trực diện vào con xe màu đen chở Yunji. Tiếp đó anh xử lý mấy tên lâu la ở trong xe và đưa cô bé ra khỏi xe. Đúng lúc này một con siêu xe màu vàng lao tới như điên. Ui gang ôm lấy Yunji còn mình thì ngã thẳng vào kính xe. Hóa ra tên lái con xe màu vàng là anh trai của Sungyeon. Hắn ta còn định tông chết Ui gang nhưng anh đã né được, còn bản thân hắn thì đâm vào chiếc xe khác. Anh trai Sungyeon vừa trèo ra khỏi xe liền bị Ui gang cho một cước trời giáng. Anh còn định tra hỏi hắn về cái gã muốn mua Yunji nhưng tên này lại giơ ngón giữa khiêu khích Ui gang nên anh cho hắn về với Diêm Vương luôn. Ui gang tìm được trong túi chiếc điện thoại của hắn ta. Từ đây anh cũng biết được thanh tra Yeng Ho mang tiếng là một viên chức cảnh sát mà lại ăn hối lộ từ đường dây buôn lậu đã bắt cóc Yunji. Lấy việc hối lộ để gây sức ép, Ui gang bắt Yeng Ho phải giúp mình tiêu hủy chứng cứ, đồng thời phải điều tra thông tin về đường dây buôn lậu này. Không có đường lui, Yeng Ho đương nhiên đồng ý với Ui gang. Vài ngày sau, thanh tra Yeng Ho gọi điện tới
tới chỗ Uigang. Thanh tra đã điều tra được rằng nếu Yoon Ji bị bán đi, sẽ được đưa tới khách sạn do một người tên Park Hyung-ju đặt phòng. Uigang liền nói Yeong Ho gửi cho mình thông tin của hắn. Phía bên này, ở chỗ tên Park Hyung-ju, sau khi vụ ở bến cảng bị vỡ lở, hắn ta đang định ôm tiền bỏ trốn. Nhưng còn chưa kịp chạy ra khỏi xào huyệt, hắn ta đã bị Uigang chặn đầu. Anh nhàn nhã cầm theo cốc cà phê rồi bắn hạ hai tên đàn em của Hyun-ju. Tên đó định bỏ chạy liền bị anh bắn trúng chân. Uigang từ từ lại gần Hyun-ju và tra khảo hắn ai là người đặt mua Yoon-ji. Ban đầu tên này còn cứng cổ cứng miệng, nhưng sau khi bị dí hẳn khẩu súng vào trán, tên đó đã thành thật khai ra hết. Người đặt mua Yoon-ji có biệt danh là thẩm phán, làm việc với nhau 10 năm nhưng hắn ta chưa gặp thẩm phán bao giờ. Các cô gái mà hắn đặt mua sẽ được đưa tới chỗ mẹ heo. Mẹ heo sẽ thay trang phục theo sở thích của thẩm phán và đưa các cô gái tới khu nghỉ dưỡng cạnh bảo tàng ở ghế piêng. Nơi đó chính là địa điểm ăn chơi trác táng của giới tài phiệt. Bọn chúng dùng tiền để mua các cô gái trẻ về hưởng thụ. Càng trẻ thì càng được giá. Phạm vi của bọn chúng càng ngày được mở rộng, không chỉ hoạt động ở Hàn mà còn lan sang cả Nga. Sau khi có được thông tin cần thiết, Uigang ngay lập tức xử luôn tên Hyung-ju cho sạch xã hội. Qua vài hôm nữa, thanh tra Yeong Ho đã cung cấp cho Uigang một vài manh mối quan trọng nữa. Đầu tiên là người tự xưng là mẹ của Yoon-ji thực ra không phải mẹ ruột của cô bé. Mẹ ruột đã mất được 3 năm, người sống với Yoon-ji hiện tại chỉ là mẹ kế mà thôi. Manh mối thứ hai là về tay thẩm phán. Người đó chính là chánh án của tòa án quận, là người vừa có tiền vừa có quyền, có sức ảnh hưởng không nhỏ tới chính trị. Các thông tin cần thiết đều đã có, Uigang nhanh chóng lên kế hoạch tấn công vào địa bàn của bọn buôn người. Đầu tiên, anh dùng súng bắn tỉa hạ từng tên đang đứng gác, sau đó là đột nhập vào bên trong khu nghỉ dưỡng. Mấy tên muốn cản đường đều bị anh bắn hạ hết. Đến lúc tên tóc vàng phát giác ra có chuyện bất thường thì đàn em của hắn đều đã lên bàn thờ hết rồi. Uigang cuối vừa xử lý xong hai tên thì ở bên kia gã tóc vàng đã xuất hiện. Cùng lúc đó, thanh tra Yeong Ho đã tới để hỗ trợ cho Uigang. Anh cứ ngỡ mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch thì đột nhiên, viên thanh tra lại lật lọng mà chĩa súng về phía Uigang. Hóa ra tên này đã bị thẩm phán mua chuộc nên hắn đã phản bội Uigang. Anh cứ thế bị áp tải tới gặp tên thẩm phán. Bên cạnh hắn còn có một cô nữ sinh chưa đủ tuổi vị thành niên. Tên thẩm phán này có vẻ rất đắc ý khi bắt được Uigang. Hắn ta cười đều rồi ra lệnh cho thanh tra Yeong Ho trừ khử Uigang. Trên đường đi Uigang vẫn luôn đợi cơ hội tẩu thoát. Uigang đi qua một cánh cửa, anh đã dùng nó để đập vào tay Yeong Ho. Nhân cơ hội hắn chưa kịp phản ứng thì quật ngã hắn. Tiếp đó là bồi cho hắn một cú đá. Yeong Ho ngã trúng chậu hoa khiến nó bị vỡ. Tiếng động lớn đã thu hút mấy tên côn đồ gần đó chạy tới. Uigang bình tĩnh nhặt lấy hai thanh gỗ, sau đó đập như tử từng thằng một. Thanh tra còn muốn nhân lúc hỗn loạn mà bắn Uigang. Rất tiếc hành động của hắn đã bị anh phát giác. Uigang không hề nhân từ mà trừ khử luôn tên thanh tra này. Cùng lúc đó, tên tóc vàng lại một lần nữa xuất hiện và nhắm thẳng vào Uigang. May mà anh phản ứng nhanh, kịp thời tránh được. Sau đó một trận đấu súng ác liệt đã diễn ra. Hai người áp sát được đối phương rồi vẫn tiếp tục bắn. Anh bắn tôi né, rốt cuộc là chả viên đạn nào bắn trúng cả. Sau khi bị Uigang đánh bay mất khẩu súng, tên tóc vàng đã rút dao găm ra. Hai người chuyển sang đấu tay đôi. Tên tóc vàng này cũng không phải dạng vừa, hắn ta đấu trực diện với Uigang mà không hề tỏ ra mình có chút kém cạnh nào. Thế nhưng dù gì Uigang cũng là sát thủ khét tiếng một thời, anh đương nhiên phải trên cơ tên vàng khè này rồi. Uigang tóm lấy đầu hắn và đập mạnh xuống bàn. Tiếp đó anh lấy chai rượu phang thẳng vào đầu tên tóc vàng, thành công khiến hắn choáng váng đứng không vững. Không chỉ thế, anh còn bồi thêm một đòn quật vai làm hắn ngã chổng vó. Tên tóc vàng có muốn phản kháng liền bị anh đánh tới mức không đứng được thì thôi. Đúng lúc này, hắn ta nhìn thấy một khẩu súng trên sàn, nhưng không để hắn ta đạt được ý nguyện, Uigang lao tới đẩy ngã tên tóc vàng. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Uigang đã cầm trên tay khẩu súng và bắn hạ tên tóc vàng. Xử lý xong xuôi mọi chuyện, Uigang tìm đến tên thẩm phán. Tên này vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ khi thấy Uigang xuất hiện lù lù ở đấy, ý thức được mạng sống của mình đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tay thẩm phán liền bắt đầu dụ dỗ Uigang. Hắn nói mình sắp trở thành tổng thống, nếu như Uigang chịu tha mạng cho hắn lần này thì Uigang muốn bao nhiêu tiền tài, quyền lực hay danh vọng hắn đều cho hết. Uigang nghe vậy liền bật cười. Tên này nói sao nghe hay quá, hay thế này thì phải tiễn nó về với Diêm Vương thôi. Cuối cùng tay thẩm phán đã chết dưới họng súng của Uigang. Ở phía bên này, khi Hyun-soo và bạn thân vẫn còn đang đi du lịch với nhau ở biển, người bạn của Hyun-soo lấy cớ rời đi trước. Sau khi cô ta vào trong xe, thì điện thoại sáng lên, cái tên hiện ra chính là thẩm phán. Sau khi cô ta nghe điện thoại, liền bị Uigang ngồi đợi sẵn ở hàng ghế sau làm cho giật mình. Hóa ra mẹ heo chuyên dẫn các cô gái tới chỗ thẩm phán là người này, và người đã bán Yoon-ji cho bọn buôn người cũng là ả ta luôn. Uigang dùng súng uy hiếp cô ta lái xe tới một nơi hoang vắng, vì tiền mà đến cả con gái cũng bán, lại người mẹ như cô ta xứng đáng để Uigang tặng một viên kẹo đồng vào đầu. Cuối phim, Yoon-ji về sống với Uigang và Hyun-soo. Qua sự việc lần này, mong rằng cô bé sẽ rút ra được bài học đắt giá cho mình và sống hạnh phúc với tổ ấm mới. Vừa rồi là bộ phim Sát thủ, một đứa trẻ có thể chết. Các bạn nhớ ấn like và theo dõi kênh để mình có động lực làm những video tiếp theo nhé.